Cái từ Phật Quan Âm này nè là bà lấy tượng thánh bên kia tượng tổ kìa, ba tượng Phúc Hà, ba đứng cái đó đó, ba tượng thánh bên đây tượng tổ nè đó, má dạy gia vô bà rồi, chiều nay lên đài con thấy hình tượng của bà con thấy rõ. Bên đây lên mẹ Quan Âm kìa bà, cái đó là mẹ Nam, mẹ Quan Âm Nam Hải. Đi đường này vô nè. Nam Hải hồi đó bà đứng dưới kia bà đi hoài hoài đó mà. Bà đó thân đó của bà. Ai hổ về. Em nói đi đi. Thuyền mẹ ơi, đồ cho hổ đi xuống trần gian. Có tin vui tin mừng vô chiến thiền của bà Quan Âm. Tăng to la ta bo la tất lễ hồn khai phong lầy. Biết tay mà tơ lời phong thân thầy về. Tên 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 ta là bốn thầy mạnh tay sang tin vừa lên tha. Tinh tinh tan tinh tan tinh 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 tặng tinh con lũ đây đây. Bà biết lỗ tai. Quay xa miên đồ quản sư. Bà nói bà Quan Âm tôi là quỷ sao mà bà không cứu tôi ơi à. Quan Âm nào mà như gì đâu nè. Ơi à hôm nay bà gặp tôi bà đừng có xưng Quan Âm, giờ cô vô hạ gì tại sao tôi là xuống gì mà bà không biết, bấy lâu nay sao quá đau khổ đau buồn. Mẹ ơi mẹ, mẹ nói mẹ là mẹ đây. Con là bệnh bệnh khùng bệnh điên, gặp mẹ rồi thì phải kêu mẹ cứu cho sao nè. Mẹ gì mà kỳ cục, mẹ gì mà bao la, mẹ Quan Âm thì phải gặp con tự nước cam lờ. Nó đang đậu kìa, đang đậu kìa. Con là mẹ có lê hê tật lớn. Thôi bà đứng đây đậu cho. Đậu vậy bà nói bà nói bà tôi là quỷ, bà nói bà mẹ Quan Âm mà sao bà lại gần thứ nhất đậu. Bà đều nói là giết chú bay đó. Giết đi, giết đi, giết đi. Cái gà này đâu có ác đâu mà giết bà ơi. Bây giờ là đứa này nó có thấy bà đứng bên kia không? Chơi rồi nữa. Cái đó là nó là người phàm. Còn bà vô gì bà nói bà xưng mẹ. Bà nói bà xưng mẹ sao bà cứ tu quỷ mà bà không cứu tôi. Không đem tôi đi. Tôi đi. Bà sẽ bỏ mẹ. Bà Quan Âm. Không ơi. Mà nói rằng mà tôi chưa thấy ai mà bữa nay tôi đụng bà ơi. Đùng đầy đùng đùng đăng 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 thòn lầy. Đăng 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 mẹ nó tu là quỷ, quỷ con của Phật bà xuống đây, quỷ con của Phật bà xuống đây, chúc cho cậu được vui vậy. Mong ba này nha, mong ba. Bà ơi bà đi về đây đi, đất này là lãng linh, dám gan thừng chứ sáng này là Phật nha. Từ người đó là sao vậy bà? Ít tượng này tượng thánh đó. Đây là gì nè, con nghĩ là gì? Dương chúng Dương Tiễn quá à. Ừ, đúng rồi nó đó. Dương Tiễn đó, đi đánh giặc ngoại xâm, cứu người cũng giết người luôn đó, Dương Tiễn đó. Dương Tiễn theo ông vua, theo bà chúa. Ông vua phải có bà vua rõ chưa? Con ngoan với ông giết hết cho bà. Bữa nay nó lộng cỡ đó rồi kìa, giết. Giết hết rõ chưa? Rồi, nó đem nhỏ kia đi rồi, không sao. Đem đi hả bà? Anh nó đem đi rồi. Để trường một cái đồng này đây. Bữa nay đồng tươi chứ không phải đồng màu của bà nữa hả? Ngoan rồi, bữa nay gặp được cái đồng này là tốt quá rồi. Để đi nghe, ráng để ra nhiều cây nghe không? Cái hộp này nó ghép ra là nhiều hàng vàng cái cây này nè. Hàng dạng bụi bông súng nè, mới trồng chỗ khác rõ chưa? Ngoan, bông súng của bà đó, bông súng chiến tranh đó rõ chưa? Ngoan, mau mau ra trái nhiều đi nghe hả? Đang quay bánh đó chị. Ngoan, 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 bà đây, cứ quay đi nào. Phù Sơn Tự 19318 chưa, chị chiều quá. Phật Di Đà. Phật Di Đà rõ chưa? Ngoan, bữa nay bà lò vô, có chào bà không? Ngoan, chào rồi phải không? Nãy giờ con chào rồi phải không? Bà đứng đây chút. Đây là cột cờ rồng tượng.
Ngon, bà trời đây, tình ra có ngồi chụp chút phải không? Mà không dám ngồi ngay giữa, bà biết rồi. Cột cờ của rồng tiên, rồng tiên là rồng tiên là rắn tiên, không phải rắn thánh không? Rồng thánh, rồng tiên ngoan, bà cho. Bà cho hai tượng đứng lên, đó là bà, đây là bà Phật Tổ là bà đó chưa? Có đứa nào dám xin ra xin coi nào? Đây là Hoàng Thí Đà ngồi dưới đất. Phật tiên ở trên, còn Phật thánh đứng lên. Khang, bà ơn chúc. Bản là học sinh học miếu bà ngoan ngoan, bà đây quá. Tu niệm Phật một ngày an lạc ngoan, vào ngày chủ nhật cách từ 7:30 sáng đến một ngày 16:30 chiều được lắm thờ ngoan. Bữa nay nó có đúng hơn rồi sao à? Thượng Phật gì đâu mà đứng lên ngang vậy à? Bà nói với con là bà Di Lạc ngồi trước kìa. Đó là bà Di Lạc đó. Còn này ông Di Lạc hả? Sao mấy anh không nói vậy hả? Muốn bắt tay hả? Bữa bắt tay rồi mà ngoan. Mới qua kéo tay rồi đó. Tay rồi mà hồi sáng chị bắt tay bắt đầu hai lần ngoan. Ngoan rồi bắt tay hai lần rồi bắt đầu ngoan. Đó, tượng hình của Di Lạc không đó. Ăn bà thương à, có gì dưới đây? Này dưới đây, để đây vậy. Quan hỷ phải không? Đây là nhà tiên nè. Mấy gì ở đây là những tiên đó. Ngày xưa bà ngồi đó, bà cho thân ngồi. Bà cho Nga thân ngồi gì đó à, mẹ Nam Hải phải không? À, đẻ ra con Nam Hải phải không? Ngoan à. Đây là con tiên con thánh của bà nè, các con qua cứ nhìn coi nè, nè con tiên nè, con thánh nè, con Phật Tổ phải không, con ngồi trên phải không, ngoan ngoan, bà Phật Tổ năm nay ra đời sao để tươi vậy, tượng Phật gì quá đỏ vậy, đỏ quá mà, màu xanh đâu nè, con hả ngoan, được hết rồi nha, năm nay một tượng ra thì màu đỏ, một tượng ra thì màu xanh. Ngựa của nhà tiên cho chúng nó cởi đi làm việc này việc kia đó chưa à, đứa này đang đi làm việc à, chỗ khác chứ bà đứa ăn chút thôi à, tránh chột. Đây bà nói này, đây bà chuyển biết đây, bà chuyển biết làm đó. Tức là ở đâu à? Đây. Ờ bà nằm dưới đó đó hả? À đó là bà nằm. Đây bà này nằm. Là Thiền Thích Quang Âm nằm. Ừ, cái đó là bà nào chứ bà? Bà đây, chứ bà nằm thứ hai chứ. Ừ, đó là bà đó hả? Bà nằm mà biết hình ảnh ra mới lên đó. Ờ Di Tích Đài là ông vua hả? Ông vua có tới con ai cứ đứng vậy đó. Đây phải ha, ngồi đây làm về thì à, khỏi mỏ khỏi chuông à. Ha, muốn cứu gian độ thế, bây giờ cứu nổi không? Cứu đi nào. Cứu còn cứu nổi không à? Cứu nổi hả? À, mà à, cái này là hình tướng. Đứng của ông vua dạ, con ông đứng hàng rồi, đứng này đứng ngoan, bà thương ngoan, ngoan, mấy nhỏ kia đứng kìa nó không có cái đó hả, nó không có phải không, con có hả, được có thì bà nhận nha, ngoan anh đó, đây nè gõ chưa, đó là tượng của bà, gõ chưa gõ cái vô ngoan, ngoan hai đứa này nó giữ chùa đứa kia nó giữ chùa đó. Cái này là quỷ thần quỷ nhập, là các con có chuyện gì là chết với đó. Đây Phật Di Lạc lên hình ảnh. Ngày xưa nằm đó là vì voi nó nhập với bà đó. Voi theo bảo vệ bà, hiểu chưa? Bà Quan Âm Truyền Thiết mới đẻ con ra đó. Bà nằm đó, bà cho thân nó nằm đó. Đây bà cũng ngồi đây đó, bà ngồi trong đó. Ở đây chứ bà ngồi thế nào. Bà ngồi đứng đó là bà nhiều thân lắm hả? Bà tới 360 cái thân đó à. Tại hạnh khổ hiền Bồ Tát rồi bà đó ngoan. Được rồi nha. Sau lưng có hình nó được lắm à.
à, làm được gì ông dài rồi nói thôi. À đi đến nhà cái bà nhiều rồi hả ông ngoan bà thương à, ừ, ừ. À bà cứ mời ngay giữa rồi ông mời ngay nữa à, cái đi bà đây. Ở cái đàn nè, ở cái đàn nè, ở cái đàn nè, ở cái đàn năm nay bà nhiều lắm rồi, ông cáo ông chắc ông chích nhiều dữ rồi à. Mà cái năm rồi làm lễ cho ông rồi đó, làm lễ cho ông nè, đã làm lễ chưa? Ở cái đàn nè, làm lễ coi nè, làm lễ qua rồi qua mấy năm rồi, mà đây bà em đang đây bà đây, bà chúng đây rồi mấy năm đi tỉnh Kinh Giang rồi à, ờ, đi đường Quỳnh Ba nó phá dữ rồi đấy ông à. Đúng rồi, và chơi sao à, cải thiên trang dự lắm lắm. Đây là cái đời này, thấy không, biết không? Làm lễ năm nay mấy năm rồi, là cái đời chưa chắc có chức ra đời rồi. Đây nè, hình này cũng hình tiên con của bà không đây. Bà cho nó ra đời luôn đó. Qua đời. Đúng rồi, không ai với Điệp rồi. Đây là Ngọc Hoàng đó bà. Đúng, nó Ngọc Hoàng đó. Mấy ngày lễ được đeo à? Đồ ngủ không đấy. Ngoan bà thương Ngọc Hoàng. Đây nè, nhiều tay là bà phải không? Nhiều tay, nhiều mắt là bà, gõ chưa? Đó, bà ngồi trong đó, bà phải bà ngồi, bà cho ta ngồi, gõ chưa? À, phải chưa à, đó, à, đó, đó, à. Tâm tạng lớn, đang bay nhỏ đâu, tình hội trong đó, ai lấy nói coi, hả, à, con là ai, ờ, à, đứa nào cũng là đứa, ờ. À. Quang Âm con ngoan chứ. Quang Âm, ờ, à, bảy chú lùng ở đâu bữa nay ra nữa sao, bữa nay bảy chú lùng xuất hiện rồi sao, Phật Di Đà ngoan, nay ra đời hết rồi, bà chú lùng cũng ra nữa, nay thì nhiều phim ảnh dữ à nghe. Ừ, con phải không? Bà cho thằng làm gì nói coi. Theo giữ bà phải không? À, bà chú lùng có giữ bà không? Nói coi, à, ngoan có phải không? À, khi ăn đi đà mà con là cái gì? Con bà chú lùng hả ngoan? Theo hầu bà tiên với bà thánh không phải hả? Bà chúa phải không? À, bà vua thánh tiên chúa vậy? Vua thánh tiên chúa, ta vua thánh tiên chúa nữa rồi đó. Đẻ thánh thật luôn rồi đó, đẻ cái bà đứng bên kia kìa đó. Bảy chú lùng đâu mà không thấy bà. Bà nó bảy chú lùng chiều nay lên phim con thấy. Bây giờ bà nói sao con nhìn được. Biên với thánh ta mà nhìn được chứ con nói con nghe vậy thôi chứ. Ngoan, 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 quỳ đầu thánh lên thiên quỳ xuống đó. Đây là Đạt Ma. Đạt Ma. Đạt Ma. Đạt Ma sư tổ á bà. Đúng rồi, Ma sư tổ. Cũng là ma của quyền. Không tài lắm đó nha bà, ngày xưa. Sao không tài được? Đấy, nhà ông Nguyễn mà không tài. Nhà ở trong nhà vua mà không tài. Dương Tiễn mà được ngồi trong đó sao? Những ngày để đây con được ngồi à? Dương Tiễn con cũng ngoan dữ à nghe. Giờ còn ngoan nói bà nghe câu đi. Ai Dương Tiễn là dưới đất nào? Đó, bảy tay mà cũng là à, nó cũng qua cái việc ma cha đó. À, dòng là dòng ma cha nè, hiểu không hả? À, còn bà liên cái dòng cái là con á, cha con niệm á, tâm trạng của con. Con đi đến kinh với bà hả? Ngày xưa lên kinh với bà đấy à, đứa nào đấy hả? Con đi theo mặt trận à? Rồi ông Nguyễn Chí Toàn có nhận con chưa? Ấy gật đầu bà, ừ, bà chỉ biết để hỏi ông vua lại à? Những đứa của quyền ở đòi theo. Rồi theo ai bà? Là mấy đứa bên của quyền ở đòi theo không? Ông vua. Dạ. Rồi theo ông vua hả? Nó đòi theo làm con xã này của ông vua làm con đất nước, làm con xã hội á. Tên trạng con nghĩ thế nào nó đòi theo? À để hỏi vua phải không? Giảng sanh nữ. Ý nghĩa con trả lời cho bà giảng sanh nữ nghĩa thế nào? Con phải để thức nó gia nhập nữa đó hả? Được à? Con đồng ý à? Nguyễn Anh Thư cho theo luôn à?
Ờ, tùy con đi, tùy con muốn nhận nó nhận chứ con nhắm được con nhận nha. Con nhắm được con nhận đây. Con nhắm được thì bà cho đây cái đầu này, cái đầu nó giống dữ rồi phải không? Ơi đầu nào lớn chỉ coi. Đó quỳ xuống rồi thấy không? Đưa thánh linh xuống quỳ xuống liền đó, ở trên đó. Đưa thằng linh thánh ra xuống quỳ ngay giờ liền á. Có thấy không? Dạ con thấy bà. Bà nó quỳ xuống thì ở trên đó nó xuống thánh linh thiên hai trăm cái thằng á. Trong cái thân bên đó đó, có linh trong ba linh hồn trong đó, quỳ phục chúng ta quỳ, yeah. Thấy chưa? Bà nó quỳ xuống lại quỳ đó, bà mới cho lên tượng vậy, đó chưa? Ngày xưa thì bà đứng, bà vẽ tượng, rồi sau là bà để cho nó đứng, bà cho thánh linh thiêng chấp thành của nó, đó chưa? Là vậy đó, cho nên bà lại được quỳ xuống, thay quỳ xuống, vậy bà vẽ ra nó, cho nên sau này bà mới vẽ được ông vua ra, cái đặt đời. Cho bà đi là bà lên đây rồi. Hành nhân thiên bên thánh linh thiên thì cũng có nó đi đến giặc với bà. Và thời gian sau này bà cũng cho nó làm nhiều việc. Mắt mắt thánh ở đây bà đây. Đây bà đây, dưới đây là bà. Đây bà đây nè. À đây là bà Tâm Phạm. Cảm ơn đó bà Tâm Phạm. Con hiểu không? Đây là chỉ nè. Đó là mắt thánh phải không? Đây là mắt tiên phải không? Đó. À, cặp chân mày con thấy không? Đó, kia đứng xử mày ông vua phải không? Còn bà ông vua thánh phải không? Mà đâu con vua phải không? Có con nhìn chân mày nè. Đó, còn chân mày của bà thấy gì? Đó, chân mày của bà không? Đó, con nhìn bà coi. Chân mày của bà là bà Phật tổ. Cái tượng ngoài đó là cái tượng mà đội nó lên là bà Phật tổ đó. Đổ tay dày, đổ tay bự đó, chưa? Đó là bà Phật tổ, là tượng của bà lên đó. Đó mới lên đó. Tượng thứ nhất là tượng thứ hai. Bên kia là tổ thánh, bên đây là tổ tiên. Tổ tông là con được vô, con là thiên chúa mới nhận con. Bà thiên chúa ở đây nè. Cái này là cái gì á? Bây giờ nó nói hình thiêu nó thiêu con phải không? Ờ, bà tạm tạm đường chút à. Ừ, ngoan ngoan thì bà cũng nhận ra đỡ đi. Ra giờ nó thiêu nhắc hết trơn, nó thiêu Quan Âm đó. Âu đất An Giang khùng thôi à, bà trơn mà bà lơn. Về đây đúng lúc chu kỳ gặp bà này rồi. Bà nói rằng bà Quan Âm mà bà chơi tôi là quỷ. Quỷ này con của bậc bà xuống đây đứng giải kiền giao giang tâm linh. Quan sĩ kra môn tế sẵn tục rắn tế sẵn tục lấy miết xô. Biết tay miết tục lấy từng hà. Quản sai sẵn sẵn cứ lộ cậy nịn. Tình thái ta có lộn tình ta có đinh tay khỏa. Mắt khi xả ta có khổ lý xả mắt lê. Chùm ca mơ lô. Quách ta mơ lì. Sắc ca lì ca bô ca lê tác ca lì cỏ lì. Hoàng lì sư tạc nị mộ nị. Tích ta lì đi. Quan si ca ra mút ta lì rết. Tết tết vết tết chết 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 trong hồng chặn. Hế giang. Trần giang ơi hỡi trần giang à. Hôm nay khiến gì cho sát trần lên đây đừng diễn thăm ông bà tổ của tiên. Ngày nay chuyện lành ơn trên Bồ Tát nước cam lồ cho sát trần này đi. Đi đây duyên lành duyên xấu tình tan tan tính tan tình tính tan tan tình. Hôm nay bà này bà nói rằng sáng này lờ mờ bò mang mà sáng này bà chơi là quỷ. Quỷ của Phật bà đúng xuống màn ba chỉ giáo dân xưng cha xưng mẹ. Hôm nay về đi đất cảnh này linh thiên mà linh để ở đây. Tại sao các trên cú đắng thuyền liền viền dẻo viền gì mẹ cho xác trần chỉ đây đừng để cho nàng thánh để am. Tại sao mẫu cho xác trần biết là sau này mày bé đau lời chớn thu nói gì mà chuyện kiếp tiền thân như bé ở 4 tuổi là tên gì đây nè? Trường Lam.
đẻ chuồng làm đãi có duyên lành ơn trên Quan Âm Bồ Tát nước mà hà mẹ cứ giải dầm đây hôm nay vui quá trần ơi bà này bà đứng xưng hô gặp con bé này rồi nay được duyên lành trên mẹ Quan Âm Bồ Tát chưa nước cam đồ cho bé đồng tử về đây. Cầm cây đàn không phím không dây đàn kỳ ba đưa cho bé xuống trần giả quỷ giả dại giả khờ giả khôn nay bà này gặp tiểu lên căn bấy lâu nay bà đâu gặp xác trần này ngày nay duyên lành đúng là duyên xấu trên trời cha Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi nay con có duyên lành con ngước lên mặt trời mẹ cho con ánh sáng hộ quang tâm linh soi sáng khắp miền trần bao la nay đúng con rồng chào tuyên mới vô năm mẹ ngũ hành xin khỏe mẹ cho rồng về đây đúng chu kỳ mạng ba bà này xứng là mẹ Quan Âm bấy lâu nay chưa gặm xác trần nay gặm xác trần ta kêu ta là quỷ ta cũng vẫn vui lòng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại sao mẫu ở trên đưa cho xác trần này biết những gì đều tâm linh mẫu cho vừa qua 4-5 năm nay với hồng trần cho xác trần này biết những sao 18-19 làm tuổi dịp cho trên trà mẹ Quan Âm tình thương cao cả nay có duyên lành mà duyên xấu gặp cậu đây quay một tấm bơ này ngày xưa là xác này khác rồi nay đúng lúc chu kỳ mạng ba ra tay cứu vớt muôn phần linh hồn ở linh hồn tình thương bao la nay có duyên sâu vô năm mẹ ngũ hành A Di Đà Phật A Di Đà Phật chúc cho cầu ngày nay trong nước ngoài nước lớn liếm này những đứa bé nhỏ là nhiều đời nhiều kiếp căn cha mẹ xây chuyển cho xuân hồng trần còn người có tâm từ bi sắc cầm mỏ văn sắc cầm mây tức rơi un pha rai sắc cầm mây cột khoai tình phai con lê cầm mây cô lê cắt sắc về khoai phai tức lai mây tăng thịt khô quảnh thả thả cô lê hôm nay bà cố ở độ về độ cho con của bà nghe bà cố nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật bà cố về độ cho bà cố A Di Đà Phật A Di Đà Phật